Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn cũng như là bóc hộp sản phẩm dầu xoa bóp xin xin đến từ Hàn Quốc để các bạn có thể là quan sát kỹ hơn về sản phẩm này cũng như là biết cách sử dụng đúng sao cho hiệu quả. Chúng ta thì đều biết rằng dầu xoa bóp xin xin Hàn Quốc được sử dụng rộng rãi để giảm đau các vết bầm tím hay là côn trùng cắn hoặc là dùng để giảm các cơn đau cho người già mắc xương khớp bởi với những công dụng tuyệt vời và không gây kích ứng nóng rát tác dụng từ từ lên vết thương nên sản phẩm này được sử dụng rộng rãi cũng như là ưa chuộng với người dùng một đặc điểm tuyệt vời nữa ở sản phẩm này là chúng ta có thể massage vết thương ngay trên đầu của sản phẩm luôn với những đặc điểm tuyệt vời như vậy thì kiều anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn quan sát kỹ hơn sản phẩm này cũng như là biết kỹ hơn về cách dùng và dùng sao cho hiệu quả Hiện tại bên cạnh Kiều Anh đang là sản phẩm dầu xoa bóp xin xin đến từ Hàn Quốc. À, và ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, Kiều Anh sẽ mở hộp cũng như là giới thiệu đến các bạn kỹ hơn về sản phẩm này. Ở như các bạn có thể thấy hiện tại trên tay Kiều Anh đang là sản phẩm dầu xoa bóp xin xin đến từ Hàn Quốc. Như chúng ta có thể thấy thì bên ngoài cái sản phẩm này thì đầu tiên đây là cái hạn sử dụng. Hạn sử dụng ở đây người ta sẽ ghi năm trước, tháng tiếp theo và ngày cuối cùng. Hạn sử dụng của sản phẩm này là đến ngày 22 tháng 1 năm 2021. À, với cái sản phẩm này thì nó sẽ có ghi khối lượng ở đây là 90ml. Ngoài ra nữa thì một đặc điểm nữa để các bạn có thể là kiểm tra ở sản phẩm này để xem nó có an toàn chính hãng cũng như là kiểm tra thông tin xuất xứ của nó là cái mã vạch đây. Với cái mã vạch này thì các bạn có thể là check toàn bộ thông tin ở trên điện thoại của mình. À, ngoài ra nữa thêm một cái nữa chúng ta có kiểm có thể là kiểm tra thành phần cũng như là khối lượng số lượng thành phần ở cái phần này ạ. Uh, còn bên trong của sản phẩm thì đây chính là cái lọ dầu xin xin uh, về cái uh, sản phẩm này thì chúng ta dùng rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ mở cái phần này ra uh, ở phần này nó có một cái nút vải như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái phần này để massage lên cái vết thương hay là những cái vết bầm tím thì như massage như thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều cũng như là cái sản phẩm này nó được thẩm thấu sâu ở bên trong cái vết thương của chúng ta hơn cũng như là giảm các cơn đau nhức hơn khi mà chúng ta mở ra thì cái 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 mùi của cái sản phẩm này nó rất là thơm chứ nó không có bị nồng. Cái thứ hai nữa là sản phẩm này khi mà chúng ta xoa lên da thì nó cũng sẽ là mát. Nó mát lạnh và nó sẽ ngấm từ từ vào chứ nó không có gây nóng rát trên da của chúng ta. Ờ, với một cái đầu mát xa như thế này thì nó sẽ cho chúng ta là dùng tiết kiệm hơn. Ờ, khi dùng thì nó sẽ thẩm thấu qua cái lớp vải này và xoa lên vết thương chứ không phải là chúng ta đổ ra lòng bàn tay rồi xoa lên. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là xoa cái sản phẩm này lên vết mũi cắn nữa. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên chú ý một điều, đó là với sản phẩm này thì chúng ta không dùng cho vết thương hở, chúng ta chỉ dùng cho các vết bầm tím hay là đau nhức xương khớp thôi ạ. Với sản phẩm này thì chúng ta một ngày có thể là sử dụng một thai cho đến là 3 lần. Và với cách sử dụng đơn giản như vậy thì chỉ trong lần đầu tiên sử dụng chúng ta đã thấy hiệu quả cũng như là các cơn đau nhức được giảm dần rồi. Với những công dụng tuyệt vời mà dầu xoa bóp xin xin Hàn Quốc mang lại thì kêu anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm này thôi đúng không ạ? À, và nếu như là các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là được hỗ trợ trong quá trình dùng cũng như là an tâm sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Ở à, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được tư vấn trực tiếp về sản phẩm. À, đặc biệt với những khách hàng liên hệ mua sản phẩm qua hotline hoặc là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại địa chỉ tôi vừa nêu trên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho sản phẩm dầu xoa bóp xin xin đến từ Hàn Quốc này. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.